Hôm nay chúng ta sẽ ăn bắp. Ây da, ăn bắp baby. Đó, nó bằng độ tầm khoảng 2 ngón tay thôi nè. Đó. Bắp nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mời mọi người nha. Bắp thì ăn biết rồi đúng không? Nhưng mà bắp kiểu như nó nhỏ xíu, chút xíu xíu như thế này thì lần đầu tiên mày ăn. Dẻo mà không ngọt nha, nó dẻo dẻo nó béo béo. Cái độ dẻo này rất là dẻo luôn á, và béo. Còn độ cái độ ngọt như là cái bắp tươi của mình luộc á thì không có, nhưng nó cũng không có thơm. Ơ không có thơm. Mà công nhận là rất là dẻo nha. Dẻo lắm. Nó dẻo dẻo. Không có dính găng nha cả nhà nha. Nó tươi hạt. Nói chung là ngon, rất là dẻo. Nhưng mà nếu mà được chọn lại á, thì Mai sẽ đi ra ngoài chợ Mai mua cái trái bắp á. Trái bắp tươi bình thường bán 10.000 hình như được 3 trái hay là 2 trái gì đó cả nhà. Còn nguyên cái chỗ này Mai mua nè, tính cả trái Mai ăn nè, là Mai mua tổng là 230.000, được 9 trái như thế này. Mà ăn thì cũng, ý là nó chỉ dẻo thôi á, chứ gọi là đặc biệt thì cũng không có gì đặc biệt cả. Mà được cái á, là chắc hạt sẽ có ưu và nhược. Ưu nè, dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh của ta baby dễ thương. Dẻo, đều hạt đó. Trái nhỏ nhưng mà hạt to à, dẻo, vậy thôi. Và cái giá chừng này đó thì nó hơi đắt. Chứ còn ăn cũng được, ngon.